Ngày 12 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ban hành quyết định số 270 về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19, nội dung cụ thể như sau. Thiết lập cách ly y tế phong tỏa vùng có dịch để phòng chống dịch COVID-19 quy mô như sau: Toàn bộ khu vực tổ 8, tổ 9, tổ 10 phường Nam Sơn thành phố Tam Điệp, phía đông giáp đường Ngô Sĩ Liên, phía tây giáp đường Trịnh Tú, phía bắc giáp ngõ 1 đường Ngô Sĩ Liên và phía nam giáp tiểu đoàn 102, trường H13 gồm 208 hộ với 779 khẩu, thực hiện theo quyết định số 3986 ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19. Thời gian thực hiện cách ly y tế 14 ngày từ 0 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2021, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh để điều chỉnh thời gian cách ly, đảm bảo an toàn, hiệu quả giao ủy ban nhân dân thành phố tam điệp chủ trì phối hợp với sở y tế công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở công thương và các cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn quy định cụ thể các nội dung thực hiện trong khu cách ly y tế phong tỏa